Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trong chương trình đầu tiên của năm mới 2017, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc quý vị và gia đình sẽ có một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công và không quên đồng hành cùng với chào buổi tối vào 18 giờ hàng ngày trên các kênh VTC1, VTC3 và VTC14 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong 30 phút của chương trình hôm nay, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2017. Chuyên gia phong thủy dự đoán về tài vận năm 2017 của mỗi người dựa theo con giáp. Chuyên gia kinh tế tư vấn về các kênh đầu tư hiệu quả và dễ sinh lời nhất trong năm 2017. Bước sang năm mới, dù là năm dương lịch nhưng mà một trong những điều quan tâm lớn nhất của người dân ở châu Á đó chính là tài vận của mình trong 365 ngày sắp tới. Nếu quý vị có chung mối quan tâm thì không nên bỏ lỡ thông tin ngay sau đây. Nhưng cũng xin được nói trước, đây là những dự đoán của các chuyên gia phong thủy ở trên khắp thế giới. Chuyên gia phong thủy người Philippines Marit Allen cũng là chuyên gia đầu tiên và duy nhất được trao danh hiệu uy tín thạc sĩ phong thủy dự đoán 2017 sẽ là một năm hoa đào nở rộ, cực kỳ thuận lợi cho các mối quan hệ lãng mạn phát sinh, đặc biệt là với những người tuổi tí, tuổi thìn, tuổi thân cũng như tuổi dần và tuổi sửu. Trái lại đối với những người tuổi hợi, 2017 sẽ là một năm cực kỳ thuận lợi không cực kỳ thuận lợi Tuy nhiên năm nay sẽ tốt hơn năm 2016, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm. Trong năm nay thì người tuổi Hợi sẽ gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Họ có thể gặp người yêu mới nhưng vẫn không thể hòa hợp. Người tuổi Hợi cũng dễ ốm đau trong năm mới, đặc biệt là liên quan tới các vấn đề về tiêu hóa. Trong khi đó thì chuyên gia phong thủy Johnson Chua cũng nhận định là năm 2017 là năm may mắn cho người tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Thìn. Trong khi màu sắc may mắn là màu vàng, đỏ và xanh lam thì sẽ mang tới năng lượng tích cực. Chuyên gia phong thủy người Trung Quốc Han Chua thì khuyến khích mọi người chuẩn bị thức ăn ngon và 12 loại quả tượng trưng cho tiền bạc, sức khỏe và sự thịnh vượng để chào đón năm mới 2017. Theo đó thì các gia đình nên chuẩn bị quả dứa, loại quả được coi là số 1 vì mang nghĩa vận may tới nhà. Sau đó là quả cam, màu sắc tượng trưng cho tiền bạc, rồi quả táo tượng trưng cho sự hòa hợp giữa các thành viên trong gia đình và quả chuối thể hiện sự gắn kết giữa người thân những ngoài những loại quả này thì dưa hấu, dưa vàng, bưởi nho và những loại quả hình tròn thì đều mang lại vận may. Với rất nhiều người dân ở các tỉnh như là Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An thì dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay có lẽ phần nào đã kém vui bởi việc đi lại của họ gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là bởi vào ngày 30 tháng 12 vừa qua thì hàng trăm tài xế xe khách tại bến xe Mỹ Đình Hà Nội đã đình công và không đón khách để phản đối việc điều chuyển các xe này sang bến nước ngầm. Điều này khiến cho hàng nghìn người đã không thể về quê thật đúng kế hoạch. Thời điểm này thì những hành khách đó có thể vẫn còn lo lắng rằng là sau dịp nghỉ lễ các tài xế vẫn tiếp tục đình công, khi đó thì họ sẽ không biết di chuyển bằng cách nào để ra Hà Nội, nhất là khi lệnh điều chuyển sẽ có hiệu lực từ ngày mai mùng 2 tháng 1 và phóng viên chào buổi tối đã tìm hiểu thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để giải tỏa lo lắng này của quý vị. Trao đổi với phóng viên vào chiều nay thì đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết là hiện danh sách hơn 100 doanh nghiệp dừng chở khách để phản đối lệnh điều chuyển đã được ghi lại để có biện pháp xử lý. Ngày mai mùng 2 tháng 1 thì bắt đầu thực hiện lệnh điều chuyển, doanh nghiệp nào tiếp tục phản đối thì sẽ bị xử lý nghiêm và mức cao nhất là tước giấy phép kinh doanh và tước phù hiệu vĩnh viễn. Cũng trao đổi với chúng tôi thì đại diện của bến xe khách Mỹ Đình cho biết là ngày hôm nay mùng 1 tháng 1, bến xe hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng lộn xộn do, do doanh nghiệp phản đối lệnh điều chuyển về bến xe nước ngầm như những ngày trước. Tuy nhiên tình trạng lộn xộn trên rất có thể tái diễn vào ngày mai mùng 2 tháng 1, ngày điều chuyển đầu tiên và cũng là ngày người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân thì công ty quản lý bến xe Hà Nội đã chuẩn bị xe dự phòng bằng cách kêu gọi các đơn vị xe hợp đồng tham gia vận chuyển và khi cần thiết thì có thể sử dụng thêm xe buýt. Bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 1 thì quy định phân loại phim theo độ tuổi chính thức được áp dụng sau nhiều năm chuẩn bị dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là tùy theo bộ uh, độ tuổi mà bộ phim được gắn mác thì người xem phim có thể sẽ phải cầm theo thẻ căn cước công dân hoặc là chứng minh thư nhân dân khi đi xem phim tại rạp. Như vậy đối với các loại uh, phim thuộc loại C16 tức là các phim có nội dung phù hợp với người trên 16 tuổi và phim loại C18 tức là phim có nội dung khai thác các vấn đề nhạy cảm của người lớn thì người xem phim khi đến dạp sẽ phải trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ học sinh sinh viên. Theo quy định mới này thì việc phân loại phim theo độ tuổi sẽ là căn cứ để Hội đồng Thẩm định Quốc gia phê duyệt phim, sau đó cấp phép phổ biến, đồng thời sẽ dán nhãn giới hạn độ tuổi cho phim. Hiện ở Việt Nam có 4 mức độ nhận diện của nhãn phim gồm phim loại P được hiểu là dành cho mọi đối tượng, loại C13 được hiểu là dành cho khán giả trên 13 tuổi, loại C16 bao gồm các loại phim có nội dung phù hợp với người trên 16 tuổi và cuối cùng là loại C18 cho phép khai thác các vấn đề nhạy cảm của người lớn. Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã khép lại năm 2016 bằng một sự cố có thể nói là không đáng có đó là trong lễ tiễn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016-2017, tổ chức vào ngày 30 tháng 12 tại Văn miếu Quốc tử Giám, thì bảng chữ trên sân khấu đã im dòng chữ lễ dân hương cho học sinh giỏi thủ đô thay vì lễ dân hương của học sinh giỏi thủ đô. Theo từ điển tiếng Việt thì từ cho biểu thị cho điều sắp nêu ra là đối tượng chịu tác động hoặc là chịu ảnh hưởng của điều đã được nhắc tới trước đó. Như vậy là cụm từ dâng hương cho thông thường chỉ được dùng cho những người đã khuất. Trong khi đó thì các học sinh giỏi của thủ đô chỉ là chủ thể thực hiện nghi lễ dâng hương. Trao đổi với báo chí, ông Trừ Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội xác nhận đây là sai sót, nhầm lẫn rất đáng tiếc của ban tổ chức và mong mọi người hãy thông cảm. Ngay khi buổi lễ bắt đầu thì nhiều người cũng đã phát hiện ra sai sót nhưng khi đó ban tổ chức không kịp xử lý cũng theo ông Dũng thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã ngay lập tức kiểm điểm các thành viên chịu trách nhiệm việc kiểm duyệt trước khi tổ chức sự kiện. Một chuyên gia truyền thông thì cho rằng là việc kiểm tra phong khẩu hiệu và các thiết kế là một trong 10 những đầu việc phải làm của nhà tổ chức sự kiện, vì thế việc sai sót này thật khó đổ lỗi cho người đánh máy được. Và hầu hết mọi người đều nhận thấy sự vô lý trong cách dùng từ khi ngay từ lần đầu tiên nhìn vào bảng chữ này thậm chí không ít người không tin rằng đó là hình ảnh thật và nghĩ rằng đó là đã qua chỉnh xưa và không hiểu sao ban tổ chức gồm rất nhiều con người lại có thể không nhận ra một lỗi như vậy các nhà nghiên cứu tại đại học Sheffield là một trong những trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh thì đã tiến hành các khảo sát nghiêm túc và đã chỉ ra nguyên nhân là vì sao bản thân mỗi người lại không thể phát hiện ra lỗi dùng từ hoặc là lỗi chính tả của mình và theo đó thì nếu chúng ta tiếp nhận chúng ta thường tiếp nhận thông tin bằng cảm giác và kết hợp nó với những gì mà chúng ta mong muốn và trích xuất ý nghĩa của chúng. Và khi chúng ta đọc một văn bản của người khác thì cơ chế trên sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa nhanh hơn nhưng mà vẫn ít sử dụng cái nguồn lực từ bộ não hơn. Tuy nhiên thì khi chúng ta đọc nội dung văn bản do chính chúng ta soạn thảo thì chúng ta thừa biết rằng là ý nghĩa mà văn bản đó là gì, do đó thì chúng ta luôn tin rằng ý nghĩa trong bài viết đó là đúng đã tồn tại rồi và chúng ta rất dễ sao lãng các tiểu tiết khác, trong đó có các lỗi chính tả hay là các từ dùng sai. Nhưng mà những ai phát hiện ra lỗi sai trong bảng chữ thì cũng không nên vội mừng. Bởi nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Michigan của Mỹ đã chỉ ra rằng là những người hay phát hiện ra lỗi chính tả hóa ra lại có vấn đề về tính cách. Cụ thể những người có tính cách khó chịu thì thường hay tỏ ra nhạy cảm với các lỗi sai hơn là những người bình thường. Ngoài ra thì những người hướng ngoại thường có xu hướng bỏ qua những lỗi vặt này, trong khi đó thì những người có lối sống khép kín lại rất dễ quan tâm tới chúng, đồng thời ngấm ngầm đánh giá bản chất của người viết chỉ qua một vài con chữ. tiếp tục chương trình chào buổi tối với tiểu mục chuyện tối nay. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2017. Vào thời điểm này thì chắc hẳn là quý vị đều đang có rất nhiều những mong ước cũng như là mục tiêu cho bản thân và gia đình trong năm mới. Đó có thể là sức khỏe tốt, hạnh phúc đủ đầy và phát tài phát lộc. Nhưng mà để có được điều thứ ba này, đó là phát tài phát lộc thì hẳn quý vị cũng phải rất băn khoăn là không biết trong năm 2017 đầu tư tiền vào đâu có thể sinh lời nhiều nhất. Mối quan tâm của hầu hết các gia đình cũng là nội dung mà chúng tôi muốn bàn luận trong tiểu mục chuyện tối nay ngày hôm nay. Với vị khách mời là nhà báo, chuyên gia kinh tế Trần Quang Vũ. Và trước hết xin cảm ơn chuyên gia Trần Quang Vũ đã đến với chương trình. Và lời cũng nhân dịp đầu năm thì chúc ông và gia đình sẽ dồi dào sức khỏe và thật hạnh phúc. Và trước tiên chúng ta khi mà đến với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia Trần Quang Vũ, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là chúng ta có những kênh nào có thể đầu tư trong một năm. Thứ nhất, nếu bỏ số tiền mà chúng ta có được vào ngân hàng tiết kiệm với lãi suất trung bình khoảng 6%, thì sau một năm, ít nhất bạn sẽ có thêm 60 triệu đồng từ số tiền 1 tỷ ấy. Thứ hai, có thể đầu tư vào chứng khoán khi kênh đầu tư chứng khoán được nhận định vượt trội liên tục trong nhiều năm qua. Marketing online được cho là một xu thế hiện nay và cũng có thể đầu tư trong năm 2017. Với cách tập trung PR và quảng cáo, vào mạng xã hội như Facebook sẽ đạt được tỷ lệ đơn hàng cao các loại ô tô giá rẻ vào Việt Nam. Một tỷ đồng hoàn toàn có thể sắm được xe bốn bánh và đầu tư môi giới bán ô tô cũng là một giải pháp. Đầu tư vào bất động sản cũng là một lựa chọn khi hiện nay thị trường bất động sản được đánh giá có nhiều diễn biến tốt. Ví dụ như các khu công nghiệp vẫn được mở rộng, khu du lịch nghỉ dưỡng đang khởi công, dự án chung cư ở thành phố lớn tiếp tục phục hồi. Vâng, thưa chuyên gia Trần Công Vũ, câu hỏi đầu tiên thì tôi rất là quan tâm đó là trong năm 2017 thì những cái yếu tố nào sẽ chi phối cái thị trường của chúng ta? Chúng ta nhìn năm 2016 thì có hai cái việc rất là quan trọng. Cái việc thứ nhất đấy là chúng ta coi cái năm 2016 là năm khởi nghiệp. Và cái thứ hai là chúng ta chính phủ thì luôn luôn nghĩ rằng là và đang đang hành động theo cách tức là một chính phủ kiến tạo. Cái khởi nghiệp và cái kiến tạo nó sẽ là hai cái nó nhuyễn nhuyễn với nhau nhưng mà chưa chưa rõ ra cái gì cả. Sang năm 2017 thì tôi thấy có những yếu tố như thế này và chúng ta rất là lưu ý đến đó Cái yếu tố thứ nhất là uh, khi mà chúng ta chu chuẩn bị hoàn thiện cái quá trình gia nhập WTO đến hết năm 2018 tức là cái giai đoạn là thuế 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 phẳng tức là gần như thuế bằng không thì năm 2016 này chúng ta đã chứng kiến một cái việc là cái kênh uh, bán lẻ ở các cái thành phố lớn thì gần như đã rơi vào tay nước ngoài rồi vậy thì cái 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 thị trường bán lẻ nó bị ảnh hưởng như thế thì cái này cũng là một vấn đề lớn đối với lại nền kinh tế Việt Nam. Cái sự kiện thứ hai mà tất cả mọi người đều rất là đáng chú ý đấy là xung quanh cái việc là ông Trump ông ấy thắng cử trong cái cuộc bầu tổng thống Mỹ và ông Trump ông ấy có những chính sách mà cái chính sách đó nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu và trong đó ông Trump có một cái cái rất là cứng rắn với Trung Quốc thì thị trường Trung Quốc khi mà biến động thì thị trường Việt Nam có biến động theo không đấy là một cái câu chuyện rất là quan trọng ảnh hưởng đến Việt Nam và cái thứ ba chúng ta thấy rằng là à, qua một cái quá trình rất dài thì cái an toàn thực phẩm của Việt Nam nó đã đi đến một cái ngưỡng mà cái ngưỡng vô cùng báo động và nó đã để ra cái hệ lụy hệ lụy rất lớn đấy là bệnh tật đấy là ung thư tất cả những cái thứ ấy thì cái thị trường tiêu dùng và nhất là những cái thị trường liên quan đến thực thực phẩm, phẩm sạch. sạch thì cái đấy là vô cùng ảnh hưởng lớn trong cái năm 2017 này thì tôi cho rằng năm 2017 chúng ta phải chú ý đến các yếu tố này ba yếu tố đúng không ạ vâng bao gồm cả chính sách cũng như là nó, các đặc điểm nó, về nó có rất vâng. nhiều cái nhưng mà vâng. tôi cho rằng ba cái này sẽ là nổi bật đấy Vâng vậy thì chúng tôi cũng có vừa liệt kê ra một vài những kênh đầu tư và chúng tôi giả định thôi Với cái số tiền chúng ta có là khoảng 1 tỷ đồng thì có thể đầu tư được ví dụ những kênh như là đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào bất động sản hay đầu tư kinh doanh hay đơn giản là gửi tiết kiệm Theo nhận định của cá nhân ông thì những kênh nào đầu tư là thuận lợi nhất cả về mặt xu hướng cũng như là về chính sách trong năm tới ạ Chúng ta sẽ đi lần lượt nhé, ví dụ như chúng ta gửi tiết kiệm, gửi tiết kiệm thì bây giờ khoảng lãi độ 6%. một năm đúng không? Thế mà quốc hội thì thông qua cái là lạm phát thì 5% một năm Tức là thực sự là chúng ta chỉ có lãi 1% Nếu nếu thực sự như vậy Nhưng mà cái 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 lạm phát đã chắc gì nó là ở ở 5% Mà nó có thể vượt qua cái đấy Thì riêng cái gửi tiết kiệm là à. tôi tôi không không nghĩ đến cái này cái thứ hai là cái chứng khoán chứng khoán của một cái thời kỳ tôi gọi là chứng khoán bốc hốt thì nó qua rồi mà bây giờ là chứng khoán của các nhà đầu tư chuyên nghiệp các nhà đầu tư chuyên nghiệp phải nghĩ đến cả hai cái cái lợi nhuận của chứng khoán và cái lợi nhuận của doanh nghiệp mà mình đầu tư vốn vào thì cái này nó cũng là cái mà nó dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp rồi thế còn bất động sản thì một tỷ thì khó để tham gia vào cái thị trường bất động sản và anh chỉ là một nhà môi giới còn riêng cái việc môi giới xe ô tô thì tôi thấy không nên nghĩ đến. Vâng vậy thì đấy là một vài những cái giả định của vâng. chúng tôi còn về phía chuyên gia thì chuyên gia nhận nhìn thấy đâu là những cái cái lĩnh vực những cái mảng miếng mà chúng ta có thể đầu tư mà có thể mang lại hiệu quả được. Ừ, như là lúc nãy tôi nói vâng. ý, thì cái điều mà quan trọng nhất đấy là cái mà chúng ta tạo ra tức là tự nhiên tự chúng ta tham gia vào một cái thị trường và cái thị trường ấy nó đang cần thiết có một cái vai trò của các thương nhân tham gia vào đấy tôi lấy thí dụ như là cái thị trường về thực phẩm thực sạch chẳng sạc, hạn là rất là rất là vào. cần thiết và bây giờ Vẫn còn ai nhiều đầu tư vội. vào chỗ này thì từ cái số rất là vốn rất là ít cho đến cái số vốn rất là cao thì đều có thể đầu tư được khu vực này và cơ hội này rất là lớn cái dư địa của nó vô cùng lớn. Là... Vâng, tôi cũng có khá là nhiều người quen người thân đã sẵn sàng bỏ những công việc ở những công ty nước ngoài có mức lương lớn để về đầu tư và làm thực phẩm sạch thực phẩm hữu cơ thực phẩm an toàn chắc là cũng nhìn nhận như là nhận định của chuyên gia đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nhìn nhận một chút về rủi ro đi ạ. À, như vừa chuyên gia có đánh giá thì những cái cơ hội mà với cái số vốn đó trong những lĩnh vực đó thì nó theo chuyên gia là không được nhiều lắm nhưng mà rủi ro thì có nhiều lắm không ạ? Ừ, nếu mà nói về đầu tư về thực phẩm sạch thì tôi nghĩ rằng là cái 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 rủi ro trong thực phẩm sạch là không nhiều không nhiều nhưng mà vấn đề của nó chính là cái là cái 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 tính toán của cái đầu tư của mình nên đi theo cái cách như thế nào ấy, cho nó phù hợp tức là từ nhỏ cho lớn dần lớn dần và chúng ta xây dựng cái uy tín thị trường của một cái nhà kinh doanh là một cái thứ hết sức cần thiết trong cái trong cái giai đoạn đầu tư này một người, nhiều người bây giờ cũng đang đặt một câu hỏi là có nên đầu tư vào sổ số, số không? Bởi vì thực ra là trong thời gian vừa qua khá nhiều người đầu tư chỉ 10.000 đồng mà có thể trở thành tỷ phú mấy chục tỷ. Chuyên gia đánh giá như thế nào về cái cơ hội đầu tư có thể làm giàu từ sổ số, số Tôi không nghĩ đến đầu tư sổ số, số bao giờ cả. Trong cuộc đời tôi tôi không nghĩ đến. Bởi vì bản chất của đầu tư sổ số, số thế này này là cái người mà người ta làm chủ cái sổ số, số này không ai người ta bỏ tiền túi người ta ra. Và... Uh cái tổng cái số may mắn thì bao giờ cũng nhỏ hơn cái mà phải đầu tư tức là rủi ro vậy thì người này có thể có được một cái khoản nào đó thì rất nhiều người khác mất đi một cái khoản mà coi như đấy là một thứ rủi ro cho nên là chúng ta không nên không, không nên, nên coi đây là một kênh may mắn và vâng. không nên coi đấy là một kênh đầu tư vâng tôi cũng biết rằng là các uh, những người làm kinh doanh những người làm kinh tế thì thường quan tâm tới yếu tố phong thủy Nhân dịp đầu năm không biết là chuyên gia có quan tâm không và nếu mà có thì ông nhận định như thế nào cái cái phong thủy nó tác động như thế nào trong năm nay đối với việc uh, làm ăn kinh doanh? tôi là con cháu của dân nho học cho nên là tôi khá biết về việc này. Ví dụ như là năm 2017 thì năm này là thuộc về hỏa tức là sơn hạ hỏa. Thì uh, nếu những cái người mà có lợi thì người ta phải tính là những cái người mà thuộc về thổ chẳng hạn. À. Thế hoặc là thí dụ như là người ta quan tâm đến cái uh, tương sinh tương khắc thì như vậy người ta tính, tính toán đến uh, cái uh, ngũ hành thì người ta cũng có cái cách để tính toán. Thế rồi người ta tính toán đến sáu cái sao mà sáu cái sao hạn để người ta tính năm nay người ta gặp hạn hay là gặp may. Ví dụ như người gặp Thái Dương thì bao giờ cũng là uh, may mắn về đường công danh, người uh, gặp sao uh, Thái Âm thì, thì 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 tốt về đường tiền tiền tài. Nhưng mà uh, thực ra trong cả cuộc đời tôi tôi làm việc thì tôi cũng ngẫm và tôi quan sát thì tôi thấy rằng là hầu như không có uh, quan quan hệ nhiều lắm cho nên uh, bản thân tôi tôi không tính toán về cái việc này mà thông thường thì tôi dùng lý trí để tôi tính toán cái này tất vâng, nhiên à, tôi cũng chỉ cho rằng đó là một cái thông tin kênh thông tin để tham khảo thôi vâng. và chúng ta nói đó là phải dùng lý trí của mình phải biết phân tích và phán đoán tình hình thực tế đúng không ạ? Được. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia Quang Vũ đã đến với chương trình chào buổi tối. Thưa quý vị và các bạn thì rõ ràng là có rất là nhiều những cái con đường, những cái phương thức lựa chọn khác nhau để chúng ta có thể làm ăn, kinh doanh và phát tài trong năm 2017. Và câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay thì cũng chỉ hy vọng là một vài những gợi ý rất nhỏ cho sự lựa chọn của quý vị và hy vọng nó sẽ mang lại những điều hữu ích để quý vị có thể khởi động một năm mới với một tâm thế hứng khởi, tươi vui và có những quyết định chính xác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình chào buổi tối xin kính chào tạm biệt